của Phổ Đại Sơn, của biển Nam Hải, khoát rộng cả bốn phương. Trên này có nói là tứ thiên sắc, có nghĩa là bốn phương trời phát ra cái ánh sáng này, chính là hào quang của các vị chư Phật và Bồ Tát ha. Và đều là những hào quang mà làm cho thị nhãn của chúng ta luôn luôn cảm giác được là hiền và dịu. Dịu là dịu ở chỗ không có nóng. Thật ra thì hào quang của các vị khác ở cõi vô hình thì hào quang rất là nóng, mà chúng ta đã biết được tam ác đạo rất là nóng ở các cõi đó, vô hình đó là rất là nóng. Khi tiếp cận vào giai đoạn cận tử nghiệp sẽ nóng. Trên kinh đã nói rồi ha, nếu chúng ta rơi vào giai đoạn đó thì sự tiếp dẫn này là vô cùng nóng bức, gây cho phàm phu tục tử của chúng ta rất là khó chịu. Nhưng nếu ánh sáng của các vị chư Phật và Bồ Tát thì đều là dịu. Bởi vì sao? Bởi vì các liên hoa, các quang minh, các vô lượng quang, và vô lượng quang trên kinh A Di Đà mà mấy tháng trước tôi đã giảng, thì quý vị đồng tu cũng đã thấy được, thì vô lượng quang ánh sáng vô cùng là dịu. Như vậy thì quý vị cũng thấy được sự dịu ở đây chính là dịu vô cùng, dịu đến nỗi mà chúng ta có thể ao ước nhìn thấy, ngó thấy và mong muốn được thấy. Đó là tôi thấy cái sự vi diệu mà làm cho các kỳ quan nhuần nhuyễn và phổ chiếu nhất thiết. Chúng ta thấy kỳ quan phổ chiếu nhất thiết là ánh sáng vô lượng quang, chính là sự vô lượng các công đức, vô lượng công đức mà trên kinh đại bi cứu khổ thì tỷ như hồng liên hoa sắc bát thập ức vi diệu quang minh. Như vậy thì sự vi diệu của ánh sáng bắt nguồn từ liên đà, vì các liên đà sắc này bao bọc bởi rất nhiều, từ đó mà quý vị mới có được sự gì, mới có được sự quang minh. Quang minh này không phải là quang minh phóng đãng, mà quang minh mang lên quang minh sao? Quang minh vi diệu, đó là chúng ta biết được ánh sáng của mỗi khi các vị chư Phật Bồ Tát hiện đến, thì hiện thì làm cho năng lực và năng lượng toàn thân tỏa sáng. Đó là ánh sáng của vi diệu, ánh sáng của vi diệu. Có vị đồng tu nào cũng đã nói tại sao các liên hoa sắc lại tỏa ra ánh sáng hào quang. Vì liên hoa sắc này là trùng với liên hoa sắc của tất cả các vị chư Phật, trùng với tất cả các vị chư Phật. Như vậy liên hoa sắc này tại sao trùng như vậy thì cũng bắt nguồn từ việc mà hôm trước tôi cỡ một cô phong nữ và chàng thái tử thiện vợ. Cái liên đà này có từ đó. Sau khi dâng lên Đức Phật Nhân Đạt thì sao? Thì năm bông của thái tử thiên vợ chính là tiền kiếp của Tất Đạt Đa, thái tử Tất Đạt Đa đã sao? Đã hiện lên.
của các ngài rằng hình tượng Quán Thế Âm được xây theo khuôn mẫu là một hình nữ, hình nữ mới gọi là mỹ hiền Quán Thế Âm hình nữ. Là sao? Đứng trang nghiêm, trang nghiêm tọa trên, đứng trên, đứng tọa trên tọa sen, tọa sen. Và sao? Tay cầm bình bát, cam lồ, vân vân, tùy theo con nước xây xây tượng. Và sao? Hình tượng của ngài thì dung mạo thì sao? Trang nghiêm, trang nghiêm, thẳng tóc, rất đẹp. Hai vai sao? Cân đối. Hai vai cân đối về vậy gì nữa? Và áo thì tròn dài. Đó, mọi người thấy không? Bờ tai thì đeo các đồ trang sức. Đồ trang sức rất là đẹp, rất là quý hiếm. Đó là hình tượng mà chúng ta thấy trên các ngôi chùa ở Việt Nam mình, tả dài từ Bắc tới Nam. Đó, đất nước Việt Nam của chúng ta, trên điện Quan Âm và trên các cung điện. Trên các cung điện, chánh điện vân vân thì đều thờ nó tượng ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ha, đều là thân nữ ha. Vì nhân gian của chúng ta ha, thường tôn kính và tôn thờ ngài gọi là mẹ ha. Gọi là thờ mẫu ha. Mẫu là chính là mẹ, mẫu chính là mẹ ha. Mẫu không phải là mẫu đất hay là mẫu ruộng mà mẫu chính là mẹ ha. Mẫu là mẹ, thường hay nói thờ mẫu chính là thờ mẹ. Mẹ này chính là mẹ hiền Quán Thế Âm, Quán Thế Âm Bồ Tát. Bên cạnh đó thì có ngài Đại Thế Chí Bồ Tát cũng thân tướng rất là đẹp. Như vậy thì chúng ta thấy thờ mẹ, nhưng mà hình tượng của ngài thật ra là gì? Là nam nhân, là nam nhân. Chúng ta đã biết rồi, hình tượng của ngài là nam nhân. Trên một đoạn kinh đã nói cho chúng ta biết được ngài là nam nhân, chẳng hạn tôi trích dẫn ra khi đi Đức Phật nói với Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, ông nên lấy tâm chú này mà sao mà truyền khắp tất cả các chúng sinh. Đó là Đức Phật khuyên bảo ngài Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát là dùng tâm chú để mà phổ độ chúng sinh. Đó là ngài dùng từ ông, trong ông là chính là nam nhân chứ không phải là nữ, nhưng mà vì lòng cảm mến của nhân gian chúng ta là thờ xây tượng, hình tượng, đắc tượng đó, thì đều là hình tượng nữ, nữ giới. Như vậy thì nhưng mà dù là nam nhân hay nữ giới thì chúng ta cũng đều có sự tôn kính như nhau, tôn kính như nhau, vì các ngài sao đã khỏi công đức viên mãn được xã hội công nhận, trên đất nước của chúng ta và trên toàn thế giới, thì việc mà đạo Phật đã được công nhận, chúng ta mặc dù là đạo Phật đứng thứ 5 trên thống kê trên toàn thế giới và đạo Cơ Đốc giáo là đứng thứ 20 chiếm tỷ trọng 20%, và đạo Phật chiếm tỷ trọng là 5% ha. Nhưng mà sao cũng được công nhận là các Phật tử được công nhận. Đó là một sự chính quy chính thống ở thống của toàn xã hội vân vân. Thì đó là quý vị cũng đã biết rồi. Ngoài ra tất cả các đạo khác chiếm bao nhiêu phần trăm thì cũng có những đạo đã cổ xưa lâu đời vân vân cũng hình thành đã chiếm có tỷ trọng cũng lớn ha. Như vậy thì quý vị cũng đã biết về việc mà về hình tượng ngài ở các nước, các vùng châu Á đông nhất là Đông Nam Á, thì ai tất cả người dân các phàm phu của chúng ta, bất kể là người tu tập có tu tập hay không tu tập, cũng đều biết được hình tượng của ngài Đại Bi Quán Thế Âm. Không ai mà không biết, dù là giờ già trẻ lớn bé ha, có thể là có nghe, có thể có biết vân vân. Đó là phần lớn mà sự tính yêu kính yêu mà xây dựng hình tượng nên gọi là mỹ hiền Quán Thế Âm, quán tự tạng Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại lực sĩ
Bồ Tát Điều Điều là Điều là danh hiệu của Ngài. Danh hiệu của Ngài tùy theo hình tướng mà phổ độ chúng sanh, tùy theo thể hiện khi ở đâu mà cái sự khổ nạn thì Ngài cũng giống như lương cầu nguyện Ngài sẽ giúp vượt qua, giúp vượt qua. Đó là theo hệ thống của tập lực của chúng ta, phàm phu của chúng ta, người tu tập của chúng ta, vân vân. Như vậy thì chúng ta đã đi qua phần bài giảng kinh điển và bài giảng và các hình tướng và sắc thái trong của Ngài Đại Bi ha. Hôm trước chúng ta đã học một ít ha, hôm nay chúng ta học hết phần này ha, thì chúng ta đi qua phần khác ha. Thời lượng cũng đã hết ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài lại clip tiếp theo. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.